Tôi biết là vào lúc này đây, các nghệ sĩ cũng đã đuối sức rồi. Và ngoài kia thì trời vẫn mưa. Chúng ta vẫn còn ngồi lại đây để nói với người nghệ sĩ rằng là chỗ đêm có vẻ khuya và khán giả còn ngồi ở đó thì cuộc chơi vẫn tiếp tục, phải không anh? Em nói với anh thế này, có lẽ là những nghệ sĩ tiền bối biết bao nhiêu đêm đứng trên thánh đường sân khấu đã chỉ có một đêm duy nhất để diễn một nét diễn duy nhất với khán giả của đêm đó. Nhưng đêm nay là một đêm có ghi hình. Đêm nay là một đêm mà tư liệu sẽ được gìn giữ không phải qua băng đĩa mà bằng tư liệu trên Internet. Có thể 20 năm sau, Kim Tử Long, Trác Thúy Miêu cũng không còn đứng trên sân khấu nữa. Nhưng nếu ngoài kia 20 năm sau còn một khán giả trẻ tìm đến tư liệu của cải lương và họ đang ngồi xem, Kim Tử Long, anh có gì để nói với vị khán giả 20 năm về sau? Nếu như 20 năm về sau Long đã già rồi, khán giả không biết có còn đến với sân khấu hay không, Long chỉ mong một điều, một điều thôi. Chúng ta hãy cất đi những cái laptop, những cái điện thoại, những chiếc TV xem qua mạng và hãy đến với sân khấu nhiều hơn. Để một ngày nào đó, những người nghệ sĩ như Kim Tử Long còn được đứng trên sân khấu sẽ diễn hết mình, diễn bằng tâm huyết, diễn bằng ngọn lửa nghề của mình. Hy vọng rằng đêm nay, dù cho là một giờ đêm, nhưng đây là một kỷ niệm để mãi mãi quý vị khán thính giả sẽ luôn nhớ đến thánh đường sân khấu. Nếu như sân khấu này chỉ còn một người thì tôi vẫn sẽ hát. Có những đêm buồn tôi trăn trọc thôi với tâm thôi, màn nhung khép lại những sầu những cuộc đời. Xin mi dung nhan son phấn cùng nhạc màu, hết vừa hết chua tôi trả về đời tôi. Gấm như hoa, nào ai thấu hiểu con thuyền trôi giữa dòng đời. Lên đến muôn nơi thăng trầm bao chìm nổi, đó mang kiếp tầm muôn đời lòng.
sĩ là những số phận đặc biệt, sinh ra để được yêu, để được ưu ái, để hồi sinh cho những ông hoàng bà chúa thiên cổ được sống lại dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng nghiệp nghệ sĩ có thể kết thúc nhiều cách khác nhau, trong vinh hiển tôn danh hay trong cơ hàn và thầm lặng. Nhưng để sống được trọn vẹn, dẫu chỉ một đêm dưới ánh sáng sân khấu được trọn vẹn cũng đáng cho một kiếp người. Thân kiếp tầm như gấm.